Mời quý vị và các bạn một ly trà hoa nhé. Chúng ta đã đến với chương trình kể tích truyện Pháp Cú của Đại Nghĩa và chúng ta đang ở phẩm thứ 9 của Kinh Pháp Cú. Hôm nay sẽ là câu Pháp Cú số 145. Đây là câu Pháp Cú cũng như là mẫu truyện Pháp Cú cuối cùng trong phẩm chính này và ngày mai chúng ta sẽ qua một phẩm mới ha. Câu Pháp Cú số 145. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên uống tên. Người thợ mộc uống ván, bậc trí biết tự điều. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có tên là Saji Sukha. Thế Tôn đã dạy câu pháp cú trên tại kỳ viên liên quan đến Saji Sukha. Đầu tiên sẽ là cái phần chuyện về quá khứ. Phần chuyện có tên là Trưởng Khố Ganda người lao động Batika và Phật độc giác. Ganda là con của vị chánh trưởng khố thành Balanai. Cha chết, vua gọi anh đến an ủi và cho kế vị cha làm trưởng khố. Từ đó, người ta gọi anh là trưởng khố Ganda. Viên quản gia một hôm mở cửa kho chỉ cho anh tất cả tài sản tiền của từ cha, ông nội và những người trước. Anh thắc mắc sao họ không đem theo sau khi chết và được giải thích, mọi người chỉ đem theo việc mình làm, dù thiện hay ác. Từ đó, anh suy luận rằng sẽ ăn xài cho hết trước khi ra đi. Anh bỏ ra 100.000 đồng xây một tầng hầm bằng pha lê, 100.000 là một ghế ngồi bằng pha lê để ngồi sau khi tắm, 100.000 là một cái bát đựng thức ăn của anh, 100.000 là một mái che trên phòng ăn, 100.000 là một cái đĩa lót bát mạ đồng, 100.000 xây một cửa sổ lộng lẫy trong nhà. Bữa ăn sáng 1 ngàn, bữa ăn chiều 1 ngàn, bữa ăn trưa ngày trăng tròn 100 ngàn. Vào những ngày ăn tiệc như thế, anh chi 100 ngàn cho việc trang hoàng trong thành, sai người đánh trống hô to. Mọi người hãy đi xem cách ăn của trưởng khố Ganda. Dân chúng tụ tập đến, mang cả giường chỏng và Ganda sử dụng hết mọi thứ mới tạo, tắm trong bồn với 16 bình nước hoa mở chiếc cửa sổ lộng lẫy rồi ngồi trên sập trình diện cho mọi người ngắm. Người hầu dọn thức ăn trong chiếc bát quý giá để trên chiếc đĩa lót mạ đồng và đặt trước mặt anh. Rồi anh ăn uống với nguyên một đoàn vũ công bao quanh. Một anh nhà quê chở củi lên thành để tiết kiệm anh đến nhà người bạn ở nhờ. Nhân dịp đó, anh được bạn dẫn đi xem cách ăn của trưởng khố Ganda. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, anh nhà quê thèm quá, nhờ bạn mình xin dùm Chưởng khố không cho, anh bạn xin nữa và cho biết không ăn được thèm quá sẽ chết. Mặc kệ, chưởng khố từ chối. Nhiều lần xin quá, chưởng khố bắt buộc phải lên tiếng. Này ông, mỗi miếng cơm đáng giá 100-200 đồng đó, ai đòi cũng cho, thì ta lấy gì ăn? Anh bạn vẫn cù nhây. Ông chủ, người nhà quê, không được miếng cơm của ông sẽ chết, xin ông cứu mạng hắn. Không được, à nhưng mà để ta xem. Nếu thật là thế, hãy bảo hắn làm cho ta 3 năm, ta sẽ cho hắn bát cơm. Anh nhà quê đồng ý và làm mọi công việc rất trung thành, dù ở nhà, ở rừng, dù ngày, dù đêm, dân trong thành gọi anh là người kiếm thức ăn Bata Batika. Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không quên khen ngợi anh nhà quê. Chưởng khố ra lệnh cho anh 2.000 đồng cho bữa ăn tối, 1.000 đồng cho bữa ăn sáng, tất cả là 3.000 đồng và bảo mọi người trong nhà trừ cô vợ yêu là Sinta Ngày hôm ấy, hầu hạ anh ta xem anh ta như là ông chủ. Anh được tắm trong phòng tắm pha lê, ngồi ghế pha lê sau khi tắm, mặc y phục trưởng khố, rồi Ganda sai người đánh trống, rao rằng Bata Batika làm thuê cho trưởng khố Ganda để nhận một bát cơm. Hãy đến xem sự lộng lẫy huy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta chỗ nào anh nhìn đến đều rúng động xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt khi anh rửa tay thì một vị phật độc giác đắp y ôm bát bay trên không và đặt chân xuống giữa hội chúng đứng trước mặt anh trước đó trên núi Gandha Madana xuất định sau 7 ngày ngài đã thấy là anh có niềm tin chịu ban ơn và sẽ được nhiều phước báo Bata batika hiểu rằng vì trước kia không bố thí nên phải làm thuê suốt 3 năm để nhận được bát cơm. Bát cơm này đủ cho một ngày và một đêm, nhưng nếu dâng cho bậc tôn quý này, anh sẽ được nuôi vô số kiếp và anh nén sự thèm khát, không ăn một miếng cơm nào mà cầm bát đến chỗ Phật, đảnh lễ ngài và trút vào bình bát của ngài. Được phân nữa, ngài lấy tay che bát, nhưng anh khẩn khoản xin ngài nhận hết để anh được phước, không những đời này mà còn đời sau và được dự phần vào đạo Pháp mà Ngài đã thấy. Phật hứa khả, mọi ước muốn của anh sẽ được toại nguyện như được ngọc như ý, lời cầu xin sẽ thành tựu như được trăng tròn. Và Ngài hồi hướng công đức cho anh để dân chúng chiêm ngưỡng, Ngài bay lên trời đến núi Gandhamadana và chia thức ăn cho 500 vị Phật độc giác, mỗi vị nhận đủ phần mình. Trưởng khố Ganda nghe tin, lòng tràn ngập niềm tin Tán tháng anh nhà quê đã làm một việc khó khăn biết bao là bố thí. Trong khi Ganda hưởng thụ quá đổi mà chẳng cho ai bất cứ món gì. Trưởng khố mời anh ta đến cho một ngàn đồng và xin anh ta chia phần phước đức sau khi bố thí số tiền ấy. Anh nhà quê bằng lòng và trưởng khố lại chia gia tài của mình ra làm hai cho anh ta phần nửa. Nghe chuyện Bata Patika vua vời anh đến ban cho một ngàn đồng để đổi bình bát của anh cho anh nhiều của cải và phong làm trưởng khố hai trưởng khố bata batika và ganda kết bạn với nhau ăn cùng mâm ngủ cùng giường mạng chung bata batika sanh thiên hưởng phước suốt thời gian giữa hai đức phật thời phật hiện tại tái sanh vào nhà một thí chủ của trưởng lão xá lợi phất ở xá vệ và bây giờ sẽ là câu chuyện của hiện tại câu chuyện Saji Sukha. Bà mẹ được săn sóc kỹ lưỡng khi đứa bé còn ở trong bụng. Đúng theo ý nguyện, bà cúng dường thức ăn đầy gia vị cho trưởng lão xá lợi phất và 500 tỳ kheo của ngài. Được khoác y vàng, ôm bát vàng và ngồi vòng ngoài hội chúng và được chia phần thức ăn còn lại của chúng tăng. Bà sinh một bé trai. Ngày đặt tên con, bà thưa với trưởng lão chọn tên và truyền giới cho chú. Trong nhà, không ai đau ốm từ khi chú còn trong bụng mẹ, nên bà yêu cầu ngài đặt tên chú là Sukha Kumara. Sukha Kumara tức là hạnh phúc. Bà ngài truyền giới cho chú vào ngày đại tiệc nhân dịp xỏ lỗ tai cậu bé và những dịp lễ khác, bà thường dâng phẩm vật lên chư tăng. Lên 7 tuổi, chú muốn đi tu, bà bằng lòng. Bà thưa với trưởng lão trước và sau đó mặc y phục đẹp đẽ cho chú và dẫn đến tinh xá giao phó cho trưởng lão. Ngài cho biết đời tu sĩ lắm gian nan cực khổ. Chú chấp nhận lãnh một đề tài thiền quán và được gia nhập tăng đoàn. Cha mẹ chú ở lại tinh xá suốt 7 ngày cúng dường thức ăn trăm vị lên tăng chúng. Chiều tối thì trở về nhà. Ngày thứ 8, tăng chúng lên đường khất thực. Trưởng lão còn quá nhiều việc phải làm khắp tinh xá nên đi sau với chú. Dọc đường, Chú thấy những đường nước giống như Saji Pandita và được trưởng lão giải thích giống như Saji Pandita. Rồi Sukha đưa y bác cho thầy xin trở về tinh xá. Được thầy giao cho chìa khóa, chú vào phòng thầy tọa thiền và thấu triệt bản tính của thân. Công hạnh của chú làm ngài để thích nóng lên. Ông quan sát, thấy sự việc như thế nên muốn giúp chú. Ông mời Tứ Thiên Vương đến tinh xá, đuổi bầy chim ồn ào rồi gác lối vào bốn phía ông cũng ra lệnh cho mặt trời và mặt trăng đứng yên và chính ông đứng gác nơi cổng chính tinh xá hoàn toàn yên lặng sukha tập trung mãnh liệt chú khai mở minh sắc tuệ và chứng tam quả còn trưởng lão khất thực xong vội vã trở về tinh xá thế tôn trong hương thất thấy biết hết và cũng biết trước sa di sukha sẽ chứng a la hán nên ngài rời hương thất đến trước cổng đón trưởng lão đặt bốn câu hỏi để kéo dài thời gian cho Sa-di kịp chứng quả. Trưởng lão trả lời xong câu cuối thì Sa-di cũng vừa chứng quả. Lúc đó Phật mới cho phép trưởng lão mang thức ăn cho đệ tử và tứ thiên vương cùng đệ thích rời chỗ gác. Mặt trời mặt trăng di chuyển bình thường. Các tỳ kheo bảo nhau: "Sao hôm nay buổi sáng quá lâu, buổi chiều giờ mới đến và Sa-di mới thọ thực xăm." Phật liền giải thích và kết luận. Saji Sukha thấy người đang dẫn thủy nhập điền, thợ làm tên đang uống tên, thợ mộc đẻo bánh xe, tự điều phục được thân tâm và đắc quả A-la-hán à và ngày đọc pháp cú, người trì thủy dẫn nước, kẻ làm tên uống tên, người thợ mộc uống ván, bậc trí biết tự điều. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta nghe câu pháp cú này, mọi người có cảm thấy quen quen không ạ? À? Câu pháp cú này á, thật ra cũng đã từng được nhắc đến đó là nằm ở trong phẩm số 6, phẩm hiền trí, câu pháp cú lúc đó nằm ở cái vị trí là số 80, còn ngày hôm nay cái câu pháp cú này số 145 thì đang nằm ở phẩm 10 là phẩm hình phạt. Có nghĩa là ở phẩm 6 và phẩm 10, phẩm hiền trí và phẩm hình phạt đều có cùng một cái câu pháp cú giống nhau nhưng mà với hai cái tích truyện khác nhau. Cái câu pháp cú số 145 này ở phẩm 10 thì liên quan đến chúa Sa Su sukha. Và trong cái câu chuyện của chú Saji Sukha này, hồi nãy nghe đọc á, mọi người nghe có một câu đoạn có nhắc đến tên Saji Pandita là một cái chú Saji 7 tuổi nằm ở cái câu chuyện trong câu Pháp Cú số 80 ở Phẩm Hiền Trí. Thì một lát nữa khi mà chúng ta cùng nhau phân tích câu chuyện, nghe sẽ nhắc lại một chút về cái câu chuyện của chú Saji Pandita này để mọi người có thể hiểu là tại sao chúng ta thấy có những cái điểm tương đồng giữa hai câu chuyện giữa hai nhân vật là hai chú Saji nhé rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại cái câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ thời quá khứ. Lúc đó có một cái ông tên là Ganda, ông là trưởng khố, là con của vị chánh trưởng khố ở thành Ba La Đến khi cha chết thì anh giống như là được thừa hưởng hết tất cả tài sản của cha để lại luôn. Và có một cái chi tiết này nè. Khi viên quản gia một hôm mở cửa kho chỉ cho anh ta tất cả tài sản tiền của từ cha ông gia đình để lại. Anh thắc mắc tại sao họ không đem theo sau khi chết và được giải thích rằng mọi người chỉ đem theo cái việc mình làm dù đó là thiện hay ác mà thôi khi mà đọc đến nghe cái chi tiết này thì cứ nghĩ là à chắc có lẽ sau khi nghe xong câu nói đó anh ta sẽ có một cái gì đó thức tỉnh trong tâm của mình anh ta sẽ bắt đầu uh, buông bỏ hết tất cả mọi cái tài sản những cái vật chất ở thế gian để tìm đến một cái con đường giải thoát giác ngộ nhưng không khi nghe cái ông quản gia kia nói như thế xong thì anh ta suy luận rằng là mình sẽ ăn xài cho hết trước khi ra đi cũng từ một cái sự việc cũng từ một cái câu nói nhưng mà chúng ta có duyên với cái điều gì thì chúng ta sẽ hướng cái tâm mình theo cái điều đó nếu như canh trưởng khổ này vào ngay cái thời điểm đó anh ta hướng tâm của mình theo Phật dùng những cái tài sản mà anh ta có được để làm những cái việc phước đức bởi vì anh ta cũng đang thắc mắc á tại sao chết không mang theo được tất cả tài sản đi mà chết chỉ có thể mang theo cái nghiệp mình làm dù là thiện hay ác mà thôi nếu như ngay cái thời điểm này anh ta mà nhận ra được điều đó anh ta dùng tài sản của mình để chia sẻ cho những người xung quanh vẫn sống một cuộc đời của một người trưởng khố vẫn không phải là thiếu đói vất vả nhưng mà thay vì dùng cái tiền mình đang có đó phung phí tiêu hoang vào những cái thú vui thì hãy dùng để chia sẻ cho những người khác thì có lẽ cái phước đức của anh ta sẽ rất là nhiều nhưng ở đây anh ta lại nghĩ sang một cái hướng hoàn toàn khác và cái hướng này nghĩ rất là bất ngờ luôn anh ta suy luận rằng sẽ ăn xài cho hết trước khi ra đi đây là một cái suy nghĩ mà nghĩa thấy cũng không phải là hiếm gặp cũng có rất nhiều người của chúng ta ở cái thời đại bây giờ cũng có những cái suy nghĩ như thế cho rằng cuộc đời ngắn lắm cho nên sống vội đi hưởng thụ gấp đi, ăn chơi ngay lập tức đi thay vì để đến lúc già bệnh rồi chết mình không còn được hưởng thụ, không còn được ăn chơi nữa. Có phải vậy không ạ? À? Có phải đó là cái suy nghĩ mà chúng ta đã từng được nghe rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ nói đến. Và chính vì vậy mới hình thành một cái suy nghĩ và một cái lối sống gấp, sống hưởng thụ, sống bất chấp tất cả mọi cái đạo lý. Chỉ cần làm sao để mình cảm thấy mình thỏa mãn được hết tất cả những cái dục lạc trong lòng mình những cái ham muốn trong lòng mình là mình cứ việc mình làm còn những cái gì nó thuộc về đạo lý về những cái gì điều hay điều phải những cái điều gì tốt đẹp thì gần như sẽ gạt bỏ hết qua một bên làm được đồng tiền nào ngày hôm nay thì hưởng thụ hết đồng tiền ấy không nghĩ đến ngày mai có đồng nào ăn đồng ấy và cho rằng đó là một cái lối sống nó thời đại một cái lối sống mà nó mang lại cho mình những cái niềm vui tức thời và không cần nghĩ đến tương lai bởi vì có nhiều người họ cũng quan niệm rằng là sẽ không có một cái cõi giới nào ở đằng sau cái chết cũng sẽ không có kiếp sau không có luân hồi mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống cho nên phải sống làm sao cho nó đã sống làm sao cho nó đáng với một kiếp người và thật ra đó là một cái suy nghĩ nó cũng hơi nguy hiểm nếu như chúng ta không nghĩ rằng sẽ còn có những đời sống khác đằng sau cái đời sống hiện tại của chúng ta nếu chúng ta không tin vào luân hồi, có nghĩa là chúng ta cũng không tin vào nhân quả, chúng ta không tin vào nghiệp báo, thì cái đời sống hiện tại của chúng ta có thể giữ được cái đạo đức của mình hay không? Khi ai cũng nghĩ rằng tôi chỉ có một cuộc đời để sống thì việc gì tôi phải sống hiền lành, tôi phải sống thánh thiện để làm chi? Tôi có sống buông lung, tôi cứ mặc sức thả cho những cái cảm xúc, những cái ham muốn của tôi nó kéo tôi đi, rồi tôi cũng sẽ chết. Tôi không còn quay lại đây nữa, thì việc gì tôi phải giữ gìn nề nếp đạo đức chi cho mệt có lẽ chính những cái suy nghĩ như thế nó sẽ làm cho con người ta ngày càng trở nên tha hóa và biến chất thật may thật diễm phúc thật phước phần cho ai tin vào những cái giáo lý mà đức phật đã chỉ dạy tin vào nhân quả tin vào luân hồi tin vào nghiệp báo để chúng ta sống ngay trong cái đời sống hiện tại này chúng ta biết kềm thúc giữ gìn cho cái thân tâm của mình không để cho tất cả những cái ham muốn dục lạc tầm thường đó nó lôi kéo chúng ta đi đến những cái nẻo tha hóa xa đọa còn với canh trưởng khố này anh có lẽ lúc này cũng chưa ngộ ra được điều gì cả anh chỉ nghĩ là làm sao để hưởng thụ cho hết cái khối tài sản khổng lồ mà anh đang nắm giữ trong tay bởi vì với anh chết là hết là không mang theo được điều gì cho nên anh đã tiêu xài rất phung phí bỏ 100.000 đồng để xây một cái nhà tắm bằng pha lê 100 ngàn để làm một cái ghế ngồi vân vân rồi rất là nhiều những cái món đồ vật khác để anh hưởng thụ xa hoa và không phải chỉ hưởng thụ như vậy không thôi anh còn muốn tất cả mọi người phải nhìn thấy được cái sự giàu sang của anh anh cho người đi báo khắp trong thành cho dân chúng biết rằng là đến đây để coi trưởng khố Ginda ăn cơm kìa, hưởng thụ kìa. Anh mở cửa sổ ra, rồi anh để cái giường, cái chổng mà anh đã dùng rất nhiều tiền để làm. Anh tắm trong cái bồn tắm với 16 bình nước hoa. Anh ăn bằng một cái bát quý giá để trên một chiếc đĩa lót mạ đồng đặt trước mặt anh. Rồi anh ăn uống với nguyên một đoàn vũ công bao quanh. Hưởng thụ và muốn cho người ta thấy rằng tôi đang giàu có, tôi đang sung sướng. Cái tâm lý này nó có khác gì mình bây giờ không ạ? À? <laughs> không khác gì phải không ạ? À? sẽ có rất là nhiều lần chúng ta mua một cái món đồ gì đó tự thưởng cho mình một cái món đồ giá trị nào đó nhưng mà không phải mình mua cái món đồ đó xong rồi mình tận hưởng hay là mình sử dụng riêng một mình mình biết mình sẽ khoe mình sẽ khoe cho tất cả mọi người biết rằng a hôm nay tôi vừa mới mua một chiếc điện thoại mới tôi vừa mới mua một chiếc xe mới tôi vừa mới mua một căn nhà mới hay là tôi vừa có một cái gì đó mà để cho người ta thấy được cái sự giàu có của mình tại à, sao mình khoe có phải đơn giản là vì mình muốn người khác chia vui với mình hay không không mà sâu thẳm trong tâm của mình khi mình khoe những điều đó mình muốn được người khác trầm trồ và ngưỡng mộ wow anh đó giỏi quá chị đó giỏi quá giỏi như vậy cho nên là mới có được nhiều tiền như thế có nhiều tiền rồi mua sắm cho mình những cái món vật dụng như thế thì thường tình chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng mong muốn khẳng định cái giá trị của mình với tất cả những người xung quanh. Cái giá trị của mình á, đôi khi nó không phải được thể hiện bằng học thức. Nó không phải được thể hiện bằng cái công việc mình đang làm nó mang lại những cái lợi ích gì đó cho những người xung quanh. Mà cái giá trị của chúng ta đôi khi nó chỉ đơn giản được thể hiện bằng một chiếc điện thoại hay một bộ quần áo đồ hiệu mà mình đang mặc, mình đang khoác trên người mình mà thôi để làm chi, để người ta xuýt xoa, để người ta trầm trồ, để người ta thèm thuồng, chỉ đơn giản như vậy là mình cảm thấy thỏa mãn, mình thấy cái ngã của mình nó được ve vuốt, mình thấy mình hơn tất cả những người xung quanh. Nhưng khi chúng ta được những người xung quanh tung hô như vậy, khen ngợi và chúc tụng như vậy, cái điều gì nó dấy lên trong lòng mình à? là sự ngã mạn là sự đắc ý thật ra nếu như chúng ta nhìn với cái góc độ một người bình thường ở thế gian này thì cái chuyện đó chẳng có gì sai trái cả tôi giỏi tôi đi làm tôi kiếm được nhiều tiền và tôi mua cho tôi được những cái món đồ này tôi sắm cho tôi một chiếc xe mới tôi mua cho tôi thêm một căn nhà nữa và tôi có quyền tôi hãnh diện, tôi khoe cho tất cả những người xung quanh biết. Và khi những người xung quanh tung hô và tán thưởng tôi, tôi được quyền tự hào với những gì mà người ta đang ngưỡng mộ tôi, người ta đang nghĩ về tôi, người ta đang nhìn ngó tôi. Tôi đẹp, tôi giỏi, tôi giàu và tôi có quyền. Thì nếu như đứng ở góc độ của một người bình thường thì mình thấy đó là cái chuyện không có gì để chúng ta phải nói ở đây. Nhưng bởi vì chúng ta là những người Phật tử, chúng ta là những người học Phật chúng ta luôn luôn quán sát cái tâm của mình đó là cái điều mà à, trong những cái bài kinh pháp cú đức phật hay nhắc đến và nghĩ cũng thường hay chia sẻ đến quý vị và chính vì chúng ta phải luôn luôn quán sát cái tâm mình để chúng ta biết cái điều gì nó đang dấy lên trong lòng của mình để mình kiểm soát nó và mình học phật mình biết rằng ngã mạng là cái điều không tốt cho nên mình phải nhìn thấy nó để mình kiểm soát được nó ở đây nghĩa đang chia sẻ với các bạn ở góc độ của một người phật tử chia sẻ những lời dạy của Đức Phật cùng với nhau. Còn nếu chúng ta ngồi đây lỡ một cái quán cà phê nào đó nói chuyện đời, nói chuyện thế gian, thì cái việc mà chúng ta có bao nhiêu của cải, chúng ta đem khoe ở đâu đó, chúng ta được bao nhiêu người ngưỡng mộ, thì đó hoàn toàn là cái chuyện nghĩa sẽ không bàn đến. Nghĩa cần phải nói rõ như thế để mọi người có thể hiểu hơn về những cái điều mà nghĩa đang nói trong cái câu chuyện này nhé. Thì sau khi canh này ảnh khoe cho cả kinh thành thấy về cái sự giàu sang sung sướng của mình như thế bỗng nhiên có một cái người nhà quê nhìn thấy cái cách ăn của canh trưởng khố này đâm ra thèm và tự nhiên nảy ra cái định là muốn xin một bát cơm của canh trưởng khố đó để ăn nhờ cái người bạn đến xin trưởng khố nhưng trưởng khố rất nhiều lần từ chối tại sao ạ à? với một người giàu như canh trưởng khố này thì cái việc anh ta ban bố cho những người nghèo đói một bát cơm, nó có phải là một cái điều gì quá to tác không? Cũng có thể, là bởi vì như canh trưởng khố này nói, mỗi miếng cơm đáng giá 100 cho tới 200 đồng. Bởi vì anh ta đang sống một cách hưởng thụ, cho nên tất cả những cái gì anh ta đang ăn, anh ta đang dùng, nó đều được đổi bằng rất nhiều tiền. Một nồi cơm có khi nó cũng phải đáng giá vài ngàn đồng tiền. Cho nên mới nói một chén cơm là khoảng 100-200 đồng. Số tiền đó với anh ta có thể không phải là lớn. Nhưng với những người nghèo khổ kia thì đó là cả một gia tài. Nhưng cái điều quan trọng hơn ở đây là gì ạ? Không phải là anh ta không thể cho đi một chén cơm trị giá 100 hoặc là 200 đồng. Mà quan trọng ở đây là cái tâm anh ta không mở ra. Cái tâm hà tiện, keo kiệt, bỏng sẻn của anh ta. Nó đã lấp đầy hết tất cả rồi. Anh ta hưởng thụ cho riêng cá nhân mình. Anh ta muốn mọi người ngưỡng vọng bản thân mình. Nhưng cái tâm chia sẻ, ban bố cho những người xung quanh hoàn toàn không có. Chính vì thế, anh ta liên tục từ chối. Mãi một lúc sau, anh ta mới chợt nghĩ ra một ý. Nếu muốn ăn cái chén cơm này, hãy làm thuê cho ta 3 năm. Một chén cơm đáng giá 100 200 đồng. Đổi lại là 3 năm làm công của cái người nhà quê kia. Và anh nhà quê kia đồng ý. Ở đây mình có thể xem như đó là một cái nhân duyên. Một cái nhân duyên để dẫn đến cái việc anh nhà quê vào trong cái ngôi nhà của canh trưởng khố này rồi từ đó mới có những cái câu chuyện về sau. Chứ nếu không bình thường đi. Chúng ta có đánh đổi 3 năm của chúng ta cho cái việc được ăn một chén cơm không? Không. Dù cho cái chén cơm đó nó ngon cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng bây giờ nói rằng ta hãy đánh đổi 3 năm thời gian của mình để làm người ăn kẻ ở trong gia đình đó. Để cuối cùng được hưởng đồng lương chính là một chén cơm. Thì có lẽ sẽ không ai nhận lời đâu. Cho nên với cái câu chuyện này mình nói cái chi tiết này có khi đó là một cái nhân duyên để anh ta vào trong căn nhà này rồi từ đó mới dẫn dắt những cái chi tiết về sau. Sau 3 năm, anh ta được trưởng khố tặng cho một cái phần thưởng là cho anh ta được một ngày là ông chủ. Nói với tất cả mọi người trong gia đình chỉ trừ cô vợ của mình thôi. Là ngày hôm đó sẽ phải hầu hạ căn nhà quê này, xem anh ta như là chủ nhà, xem anh ta như là trưởng khố anh ta được mặc y phục của trưởng khố, được ngồi ghế pha lê, được tắm trong phòng tắm pha lê. Sau đó, anh trưởng khố lại cho người đi rao khắp trong thành, nói rằng hãy đến xem cái anh làm thuê này, canh Bata Patika này làm thuê cho trưởng khố Ganda sau 3 năm để nhận một chén cơm như thế nào. Và ngày hôm nay, hãy xem anh ta lộng lẫy, huy hoàng khi anh ta ăn cái bát cơm của mình. Là một lần nữa, Canh trưởng khổ đó tập hợp kêu gọi tất cả mọi người đến chỉ để xem canh nhà quê Pantapatika kia ăn cái bát cơm của mình sau 3 năm làm công. Cũng là cái gì? Mặc dù mình nghĩ rằng có lẽ canh trưởng khổ này muốn cho canh nhà quê kia được một phút huy hoàng đúng không? Thật ra sâu thẳm trong lòng mình nó cũng chỉ là để cho người ta thấy mình giàu có như thế nào mình hay ho như thế nào, mình chơi đẹp như thế nào. Nó cũng là để ve vuốt cái bản ngã của mình thế thôi. Chứ nếu như bình thường làm công 3 năm xong đúng không? Rồi đây thưởng cho anh một bát cơm hoặc là có thể thưởng thêm cho anh một cái gì đó, hoặc là có thể thưởng thêm cho anh à được sống một ngày trong huy hoàng. Sống một ngày giống như ta đang sống. Thế thôi. Nhưng tại sao lại kêu tất cả mọi người đến xem, để nhìn ngắm, để mọi người là tiếp tục trầm trồ khen không phải khen căn nhà quê kia bởi vì mọi người đều biết rằng anh ta chỉ được hưởng điều đó trong vòng một ngày và anh ta đã phải đánh đổi tiếp 3 năm để có được một ngày như thế khen và trầm trộ đây là dành cho anh trưởng khố một lần nữa cái tâm ngã mạn nó ẩn giấu đằng sau tất cả những cái việc mà anh ta làm nó trỗi dậy nó thôi thúc thì cũng giống như chúng ta vậy thưa các bạn có khi chúng ta đang làm một cái việc tốt đẹp gì đó cho một ai đó nhưng khi chúng ta chia sẻ cái điều đó đến với tất cả những người xung quanh thì cái tâm thật sự của chúng ta là gì ạ chúng ta phải thẳng thắn và dũng cảm để có thể nhìn ra được cái điều này nha hoặc cái tâm của chúng ta khi chia sẻ cái điều đó là tôi muốn lan tỏa điều tốt đẹp này đến cho tất cả những người khác tôi muốn mọi người cùng biết đến cái hoàn cảnh khó khăn này để mọi người cũng có thể cùng tôi chung tay góp sức để giúp đỡ cho họ đó là một cái tâm ý tốt muốn lan tỏa những điều thiện nhưng bên cạnh đó có khi nào mình nhận ra rằng khi tôi lan tỏa những cái điều này á một phần cũng là để người khác ngưỡng mộ tôi để người ta thấy rằng ý tôi hiền nè tôi thiện nè tôi hay làm lành nè tôi biết giúp đỡ những người xung quanh nè tôi là người đạo đức nè tôi là người biết tu tập nè có không ạ à? nghĩa nghĩ là có có khi cái điều đó nó cũng chỉ le lói một chút thôi nó len lỏi đâu đó trong cái tâm của mình có khi mình nhìn thấy nhưng cũng có khi mình không nhìn thấy nhưng nó vẫn có ở đó vậy thì khi chúng ta làm những cái điều thiện lành và khi chúng ta chia sẻ những cái điều đó với tất cả những người xung quanh thì chúng ta hãy đặt cái tâm nó trong sáng nhất nó hồn nhiên nhất vào cái sự việc đó phải kiểm soát cái tâm của mình là như vậy tôi muốn lan tỏa điều này đến với tất cả mọi người khi tôi làm từ thiện ở cái vùng đất này tôi muốn giúp đỡ bà con ở cái vùng đất này vì bà con quá khó khăn và tôi kể cho mọi người nghe tôi chia sẻ cho mọi người biết để mọi người biết ở nơi đó và đến giúp bà con giống như tôi đã làm bởi vì nếu như tôi không chia sẻ thì có khi sẽ không ai biết hoặc rất ít người biết thì bà con nơi đó vẫn tiếp tục đói khổ bây giờ tôi chia sẻ cho mọi người để mọi người biết đến nhiều hơn mà thôi và chúng ta hãy kiểm soát điều đó đặt một cái tâm nó hồn nhiên như thế vào trong câu chuyện của mình và nếu như chúng ta thấy le lói đâu đó trong cái tâm của mình nó dấy lên cái sự ngã mạn mọi người thấy tôi làm chưa tôi đó là người tiên phong nè tôi luôn luôn đến những cái nơi mà người ta đang đói khổ người ta cần tôi ở đâu cần là tôi có tôi xuất hiện liền lập tức tôi như ông Bột, tôi như bà tiên tôi như bồ tát vậy đó 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 là cái điều mà chúng ta phải luôn răng nhắc mình phải kiểm soát mình bản thân nghĩa nghĩa thành thật nói với quý vị rằng nghĩa vẫn luôn như thế bởi vì sao ạ à? Nghĩa rất sợ cái tâm của mình Nó ngã mạn với những cái điều mà mình đang làm Và mình đã làm Những cái việc mà mình làm Biết là tốt đẹp đó Nhưng nếu như Mình không kiểm soát được cái nội tâm của mình như vậy Mình dương dương tự đắc Mình tự hào với những gì Mình đã làm cho những người xung quanh Thì đó là một cái tâm nó hoàn toàn không đúng Như những gì mà Phật đã từng dạy cho chúng ta Và thậm chí Chính những cái tâm kiêu mạn đó nó còn đốt cháy cả luôn những cái phước đức mà mình đã gây tạo nữa kia vô cùng nguy hiểm bởi vì sao khi mình kêu mạng một lần mình chưa cảm thấy gì nhưng mà tiếp tục để cho cái tâm kêu mạng đó nó cứ giấy khởi lên từng ngày từng ngày từng ngày đôi khi lúc đó nó sẽ bộc phát ra thành lời chứ nó không còn nằm trong cái đầu mình nữa mình dễ dàng buông ra những cái lời nói ảnh hưởng xúc phạm làm tổn thương người khác bởi vì tôi nghĩ tôi là người làm phước nhiều tôi giúp đỡ cho cả một cái vùng đó đó cho nên bây giờ tôi tới đây nè ai đó mà nói cái gì đụng chạm nhẹ tới tôi một cái hoặc là một cái điều gì nó trái ý nó nghịch lòng với mình một chút thôi dễ buông ra những cái lời coi thường người khác ngay cho nên cái tâm kiêu mạng nó đáng sợ là như vậy chứ không phải mình cứ nghĩ rằng tôi kiêu mạng ngấm ngầm trong lòng mình có ảnh hưởng gì tới ai đâu mất phước dạ ban đầu nó chưa có ảnh hưởng tới ai hết nhưng nếu không kiểm soát nó để nó càng lúc nó càng lớn lên nó bùng ra một phát lúc đó dễ thoá mạ người này dễ xúc phạm người kia hoặc có những cái hành vi nó không chân chánh lúc đó dĩ nhiên phước báo mình đã gây tạo trước đó coi như là bị mất hết tổn phước mang thêm nghiệp nữa cho nên phải cẩn thận là vậy dù cho chúng ta đang là những người hành thiện dù cho mình thấy rằng mình đang làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này nhưng nếu không kiểm soát thì chính những cái tâm ý nó nhỏ như thế Nó phát sinh trong lòng mình Nó sẽ là một cái mối nguy hại cho mình Mình đi tiếp với câu chuyện này nha Khi căn nhà quê này Đang chuẩn bị hưởng thụ những cái gì mà anh ta có Một bát cơm, một cái chỗ ngồi lộng lẫy sau khi tắm Nhìn ra cửa sổ với bao nhiêu người đứng bên dưới Nhìn ngắm mình ngưỡng mộ trầm trồ vân vân Thì bỗng nhiên một vị Phật độc giác xuất hiện Bay trên không đặt chân xuống giữa hội chúng Đứng trước mặt anh Lúc đó Tự nhiên trong lòng anh đấu tranh tư tưởng Là bây giờ mình thèm cái bát cơm này 3 năm rồi mới có được cái bát cơm này Mình muốn ăn chết cái bát cơm này Nhưng mà Mình cũng muốn dùng cái bát cơm này Để dân cúng cho cái vị Phật này Cho cái bậc tôn quý này Ở đây anh nghĩ Nếu ăn cái bát cơm này Thì đủ cho một ngày một đêm mình no lòng Nhưng nếu dân cúng cái bát cơm này Cho cái vị ấy thì mình sẽ được nuôi vô số kiếp có nghĩa là anh này cũng có biết về Phật Pháp cũng có biết về nhân quả cũng có biết về cái sự bố thí cúng dường vì sao anh ta biết thì mình không biết <laughs> nhưng ở đây mình thấy anh ta có được cái suy nghĩ đó thì rõ ràng là anh ta có nhân duyên với Phật Pháp chứ như canh trưởng khố Ganda kia anh ấy có được cái suy nghĩ đó đâu khi anh có tiền muôn bạc vạn như vậy anh chỉ nghĩ đến cái việc hưởng thụ cho mình thôi chứ có nghĩ đến cái việc là mình sẽ chia sẻ bố thí hay cúng dường cho ai còn căn nhà quê này vất vả 3 năm trời mới có được cái bát cơm như ý vậy mà anh ta nghĩ đến cái việc sẽ dâng cúng bát cơm này cho cái vị phật độc giác kia mặc dù trong cái suy nghĩ của anh ta có sự tính toán anh ta dâng cúng cái bát cơm không phải đơn thuần là vì anh ta đang kính trọng anh ta ngưỡng mộ một vị phật độc giác mà anh ta đang nghĩ đến cái việc bây giờ mình ăn bát cơm này chỉ no lòng được một ngày một đêm thôi nhưng nếu mình cúng bát cơm này cho cái vị phật đó thì mình sẽ được no được nuôi vô số kiếp đó là sự tính toán chứ còn gì nữa chứ anh ta có phải là vì cái sự thành tâm cúng dường lên cho vị phật ấy đâu nhưng mà sao ạ dù cho cái việc mà dân cúng cho một vị nào đó hoặc là chúng ta bố thí cho một ai đó nó là cái sự phát tâm của chúng ta hay nó là cái sự tính toán đi chăng nữa nó vẫn là đang làm một cái điều tốt bây giờ canh này anh có suy tính là tôi cúng cái bát cơm này có lợi hay tôi ăn cái bát cơm này nó có lợi cho tôi chẳng sao cả cuối cùng cái hành động của anh ta vẫn là dân cúng Mặc dù nếu như chúng ta mà cúng dường hoặc là chúng ta chia sẻ bố thí cho những người xung quanh với một cái tâm nó hoàn toàn nó hồn nhiên và nó trong sáng á thì cái phước phần mà chúng ta sẽ có được á nó sẽ tròn đầy hơn. Nó sẽ nhiều hơn so với cái việc mà chúng ta toan tính trong cái việc cúng dường hoặc là bố thí. Giống như Nghệ vẫn thường hay nói, người ta phê phán cái việc mà những cái người khác khi đi làm từ thiện rồi chụp hình, rồi đăng báo, nói rằng là trời ơi đi làm từ thiện rồi mà còn đăng báo không chi vậy dắt nguyên ekip theo để chụp hình để đăng báo hoặc là đóng góp cho cái vùng nào đó được bao nhiêu tiền đó là chụp hình cái biên lai like, chụp hình cái tờ công đức vân vân đăng lên rồi khoe hết tất cả mọi người làm vậy chi vậy đúng không thì thật ra thế này nghĩa cũng là người đi làm những công việc đó mình cũng hiểu rằng đôi khi người ta chia sẻ cái điều đó là để lan tỏa để mọi người biết đến nơi đó mà làm giống như nãy nghĩa có nói đó nhưng nếu như người ta làm cái việc đó trong cái sự tính toán của người ta tôi nghĩ rằng tôi đi làm từ thiện ở đây để sau đó tôi đăng báo để danh tiếng của tôi được nhiều người biết đến hơn để thêm nhiều người khác yêu quý tôi hơn vậy thì đã sao ạ cái điều quan trọng là họ vẫn lấy cái tiền của họ ra khỏi cái túi của mình để họ mang đến cái vùng đó họ cho họ tặng những người đang cần Cái điều đó nó vẫn quan trọng hơn Còn cái việc sau đó Họ có đăng báo, họ có nói về những cái việc họ làm Với một cái sự tự hào hãnh diện Thì cũng chẳng sao Cốt lõi vấn đề là cái nơi đó đã được giúp đỡ Vậy thì như canh này ảnh có cái sự tính toán trong đó Với cá nhân nghĩ nghĩ chẳng sao cả Quan trọng là anh ta dám từ bỏ cái bát cơm mà anh ta chờ đợi suốt 3 năm để dâng cũng cho vị Phật độc giác đó. Thì khi anh ta làm điều đó, anh ta có trong tâm cái sự toan tính một chút cũng không sao. Thì có thể cái phước báo của anh ta ở những đời sau nó sẽ không tròn đầy bằng cái nếu như anh ta gặp vị Phật đó và phát lòng tôn kính ngưỡng mộ, bỏ hết tất cả mọi cái, những cái sự thèm muốn của mình, dâng bắt cơm đó một cách thành tâm. Thì dĩ nhiên cái phước đó nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ trọn vẹn hơn. Và khi anh ta chiến thắng được cái sự thèm muốn của mình với cái bát cơm đó anh ta đấu tranh tư tưởng xong anh ta quyết định là dâng hết cái bát cơm đó lên cho vị Phật độc giác này khi anh ta sớt được phân nửa vị Phật ấy lấy tay che bát lại ý là thôi nhiêu đó đã đủ rồi không muốn nhận thêm nhưng anh ta khẩn khoản xin ngài nhận hết để anh được phước nếu như khi anh ta vừa mới cúng được phân nửa vị Phật kia ngăn lại thì anh ta có quyền hưởng hết nửa cái bát cơm còn lại chứ đúng không? Mình đã cúng dường rồi, thì bây giờ nửa bát còn lại, ngài không nhận thì mình ăn chứ còn sao đâu. Nhưng lúc này, khi đã mở được cái lòng của mình ra rồi, thì mình sẽ không còn luyến tiếc gì nữa bát cơm ấy nữa. Và chỉ mong muốn là phát tâm rồi thì phát tâm cho nó trọn vẹn, dân cúng rồi thì sẽ dân cúng cho hết. Khó là cái ban đầu mở cánh cửa đó. Nghĩ nhớ là Nghĩ cũng đã từng nói về cái chi tiết này trong một số trước. Ban đầu khi mình quyết định là mình sẽ giúp, là mình sẽ cúng cho ai đó một cái gì đó. Đắn đo, suy nghĩ, cân nhắc, tính toán thiệt hơn, đủ thứ hết. Biết nên hay không nên, ít hay nhiều. Giờ sao ta? Rất là nhiều những cái để chúng ta phải tính toán, cân nhắc. Nhưng khi đã mở được cánh cửa tới ra rồi, và tôi làm, tôi làm rồi, tôi chiến thắng tôi rồi, và tôi quyết định tôi làm, thì lúc đó sẽ không còn những cái gì nó có thể nó ngăn cản chúng ta lại được nữa. Anh này cũng như thế, cúng được nửa chén cơm rồi, Phật che lại, anh khẩn khoản xin cho con làm hết, cho con cúng hết, cho con được trọn vẹn cái phần cúng dường này của con với Ngài. Đó. Và cái điều mà anh ta mong muốn là gì? Để anh được phước, không những đời này mà còn ở đời sau và quan trọng này dựa vào cái phần đạo pháp mà ngài đã thấy. Cái điều này chúng ta ít ai nghĩ đến lắm. Khi chúng ta đi cúng dường cho các chùa, cho các vị thầy hay chúng ta đi làm công đức ở đâu đó, chúng ta hồi hướng công đức thì thường chúng ta sẽ hồi hướng cho mình sức khỏe nè, cho gia đình bình an nè, hồi hướng cho công ăn việc làm tốt đẹp nè, tiền tài danh lợi đệ kia tất cả mọi cái nhưng rất ít ai nghĩ đến cái việc là hồi hướng công đức đó để mình nhận lại được cái phần đạo pháp mà những cái vị ấy đã chứng đắc đã nhìn thấy hoặc là khi chúng ta đến chùa chúng ta cúng dường lên chư phật chúng ta cũng chỉ cầu xin như đó thôi tiền tài danh lợi sức khỏe bình an ít ai có một cái lời cầu khấn rằng là cho con được dự vào cái phần giáo pháp của ngài cho con hiểu được giáo pháp lời Phật dạy, cho con được dự vào dòng thánh với những cái sự chứng đắc mà các vị thánh tăng ngày xưa đã từng chứng đắc với giáo pháp của Đức Phật. Cho nên, đây là cái điều mà chúng ta sẽ phải lưu ý. Chúng ta cũng biết cuộc đời của con người mình nó cũng có giới hạn. Ngay kể cả chư thiên cũng có giới hạn. Phước mình hưởng, giàu sang sung sướng hay sức khỏe, nó cũng sẽ có giới hạn. Vậy tại sao chúng ta không mong cầu cho mình những cái điều nó cao xa hơn? Đó là giác ngộ, đó là chứng đắc, đó là giải thoát. Mà tất cả những cái điều đó dĩ nhiên không phải trong một ngày một giờ ngay trong kiếp này mà mình đạt được. Nhưng nếu như mình không có cái tâm hướng về những cái điều đó thì mình sẽ mãi mãi trôi lăn trong cái vòng trầm luân sinh tử này muôn vàng kiếp sống và mình sẽ không có một cái định hướng cho cái con đường mà mình đi. Nếu như đời này kiếp này mình làm được những cái điều phước thiện gì đó ngoài cái việc là mình có thể mình hồi hướng điều đó cho ông bà cha mẹ gia đình anh chị em vân vân mình hãy xin để được dự vào cái phần giáo pháp của phật thì dù cho có ngàn đời ngàn kiếp trôi lăn trong trầm luân sinh tử đi chăng nữa thì mình cũng sẽ mãi có duyên với phật pháp mình dù sinh ra ở cái đời nào dù là ai rồi mình cũng sẽ có duyên để được gặp phật pháp để mà tu tiếp cho nên mỗi khi mà nghe đọc những cái câu chuyện về những cái nhân vật sau khi cúng dường xong xin dự vào một cái phần đạo pháp như thế này nè nó xem như là một cái lời để nhắc mình khi mình quỳ dưới chân phật đừng xin những cái gì nó quá gần gũi nó quá bình thường hãy xin những cái điều mà nó có thể dẫn dắt chúng ta đi trên con đường giải thoát và giác ngộ. Những cái điều đó nó có giá trị hơn rất nhiều. Sau khi mạng chung thì anh nhà quê Bata Batika này sanh thiên hưởng phước suốt thời gian giữa hai đức Phật. Với một cái phần công đức là được cúng dường cho một vị Phật độc giác như vậy thôi. Công đức vô cùng lớn. Được sanh thiên hưởng phước suốt thời gian như hai đức Phật là một cái khoảng thời gian vô cùng lâu xa. Nhắc đến cái việc mà hai đức Phật nghĩa muốn chia sẻ thêm một cái ý nhỏ như thế này chúng ta là những người học phật chúng ta đọc kinh chúng ta biết đúng không ạ khi một đức phật này đang còn tại thế cho đến khi đức phật nhập niết bàn giáo pháp của ngài vẫn còn ở lại trên thế gian thì vào thời điểm đó có một vị phật nào khác xuất hiện không không chỉ có một vị phật mà thôi đến khi nào giáo pháp của đức phật không còn hiện diện trên thế gian này nữa, không còn một ai nghe gì về Phật pháp, thậm chí đến chữ Phật cũng không còn được nghe. Thì lúc đó, thế gian mới xuất hiện một vị Phật khác để đem giáo pháp đến cho loài người. Như vậy có nghĩa là thời gian giữa hai Đức Phật là một cái khoảng thời gian vô cùng lâu xa mà bây giờ mình cũng không thể mình tính hay là mình đếm được. Bởi vì mình cũng không thể sống suốt cái khoảng thời gian giữa hai Đức Phật để mình tính mình đếm coi là bao nhiêu năm. Chỉ biết là rất lâu xa thế thôi. Ấy vậy mà cũng có một số người là Phật tử, là Phật tử nha, là những người mà người cũng có quen biết. Cũng chia sẻ về một cái điều rằng cho là đã có một vị Phật xuất hiện trên đất nước này, trên thế gian này và vị Phật ấy đã làm thay đổi, đã cảm hóa đã giáo hóa được bao nhiêu chúng sinh đi theo vị ấy. Thì khi Nghĩa đọc thấy được những cái điều chia sẻ ấy, Nghĩa thấy ngay một cái sự tà kiến. Nghĩa thấy ngay rằng mặc dù người ấy là Phật tử, nhưng có lẽ người ấy chưa bao giờ thật sự đọc để mà hiểu những cái lời mà Đức Phật dạy, Đức Phật nói trong kinh. Hoặc là những cái lời mà các tổ rao giảng. Cứ thấy một ai đó có một cái điều gì đó nó đặc biệt. Và tự nhiên mình phát sinh cái lòng ngưỡng mộ của mình. Cái chuyện mình ngưỡng mộ là cái chuyện bình thường sẽ chẳng ai nói đến nhưng bạn ngưỡng mộ đến cái mức mà bạn si mê, bạn cho rằng đó là một vị Phật đã tái sinh trong cuộc đời này thì điều đó hoàn toàn là sai lầm, là tà kiến. Một vị Phật đâu có xuất hiện đơn giản như thế. Chúng ta đang ở cái thời điểm này cách thời gian mà Đức Phật thích ca ra đời hơn 2.600 năm. Một cái khoảng thời gian nó còn quá hạn hẹp, nó còn quá ngắn để cho một vị Phật mới tái sinh giáo pháp của đức phật thích ca của bổn sư chúng ta vẫn còn đây mà chúng ta vẫn hàng ngày vẫn học vẫn đọc kinh vẫn tu tập thì tại sao nói rằng có một vị phật thứ hai xuất hiện và nếu chúng ta đọc kinh điển đại thừa thì chúng ta cũng biết vị phật tương lai là ai là đức phật di lạc nam mô đương lai hạ sanh di lạc tôn phật cho nên bây giờ mình nhìn mình ngưỡng mộ một vị nào đó và mình cho rằng vị đó là phật và mình dựa vào một cái lời tiên tri của một cái vị nào đó nói rằng sẽ có một cái vị phật cái tuổi đó đó xuất hiện trên thế gian này ngay tại đất nước này và khi mình thấy có một cái sự trùng khớp về cái số tuổi thì mình nghĩ ngay đó là vị phật có phải là sai lầm hay không có phải là tà kiến hay không nhưng mà nghe nói cái điều đáng buồn ở đây ấy, là những cái người chia sẻ những cái điều đó lại là những người phật tử những người mà hằng ngày vẫn có những cái thời khóa tu tập của riêng mình vẫn đi tham gia các chương trình văn nghệ phật giáo là một người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến công chúng nhưng mà bạn lại chia sẻ những cái điều nó không đúng một chút nào cả thì đó là một điều đáng buồn cho nên nhân cái ý mà nói rằng là suốt cái khoảng thời gian giữa hai đức phật thì nghĩa sực nhớ tới cái chi tiết đó để nghe chia sẻ với mọi người chúng ta phải luôn có chánh kiến chúng ta phải luôn sáng suốt đọc kinh để mà hiểu kinh chứ không phải đọc kinh một cách nó đọc vẹt như là học thuộc lòng để rồi chẳng nhớ chẳng hiểu và chẳng biết gì cả biết để mà chúng ta hiểu rằng cái điều gì đang diễn ra xung quanh mình là đúng hay là sai hoặc như là một hai số trước người đã từng nói biết cái sự việc nó diễn ra là như thế và nhìn nó như nó đang là thế thôi chúng ta không phán xét còn nếu như bây giờ chúng ta tự cho và tự quy chụp lên cái câu chuyện đó cái nhân vật đó một cái vần hào quang mà do chính chúng ta tưởng tượng ra thì điều đó là sai lầm và nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến những người khác cho nên đây là cái điều mà có lẽ chúng ta những người cho rằng mình là phật tử cũng cần phải lưu ý học phật nhưng phải có chánh kiến để biết cái nào đúng cái nào sai tiếp theo cái câu chuyện trở về với cái thời hiện tại được tái sinh vào một gia đình mà người mẹ được chăm sóc kỹ lưỡng. Đúng theo ý nguyện thì bà cúng dường thức ăn đầy đủ cho vị trưởng lão xá lợi phất cùng với 500 tỳ kheo của ngài. Bà sinh một bé trai và nhờ trưởng lão đặt tên cũng như là truyền giới cho chú. Khi chú lên 7 tuổi, chú muốn đi tu. Thì cái ý này rất là giống với những cái câu chuyện trước đây, những vị sa di 7 tuổi đó, bà mẹ bằng lòng. Và bà thưa với trưởng lão trước sau đó mặc y phục đẹp đẽ cho chú dẫn đến tinh xá để giao cho trưởng lão Sa Lệ Phất. Thì Ngài Sa Lệ Phất cũng cho chú bé biết rằng là đời tu lắm gian nan cực khổ, chứ không phải là dễ dàng đâu, con nhắm con đi được không? Con theo nổi không? Thì chú bé đồng ý. Và cha mẹ của chú thì ở lại tinh xá suốt 7 ngày để cúng dường thức ăn, chiều tối thì mới trở về nhà. Đến ngày thứ 8, tăng chúng lên đường khất thực, Trưởng lão còn quá nhiều việc làm khắp tinh xá nên đi sau cùng với chú, tức là hai thầy trò đi riêng. Dọc đường chú thấy những đường nước vân vân giống như Saji Pandita và được trưởng lão giải thích giống như Saji Pandita. Rồi chú Sukha đưa y bác cho thầy xin trở về tinh xá. Ở cái chỗ này thì nghe xin được phép nhắc lại cái câu chuyện một chút của chú Saji Pandita nằm ở trong câu pháp cú số 80 thì chú sa pandita cũng là một chú sa di bảy tuổi cũng trong một ngày hai thầy trò đi khất thực thì trên một quãng đường đi á chú thấy có một cái rãnh nước dẫn vào ruộng thắc mắc hỏi thầy thầy giải thích đó là một cái vật vô tri nhưng mà con người có thể điều khiển dẫn dắt để nó đến bất cứ nơi nào theo ý muốn lúc đó chú băn khoăn tại sao con người có trí thì lại không kiểm soát điều phục tâm mình để chứng a la hán rồi đi một quãng nữa thấy một người làm cái mũi tên đang hơ cái mũi tên trên lửa nheo mắt để uống cho nó thẳng thì chúa cũng hỏi và thắc mắc. Sau đó, chú băn khoăn là tại sao những mũi tên vô tri thì có thể uống thẳng được bằng cách hơ lửa, trong khi con người có trí lại không thể kiểm soát và điều phục tâm mình để chứng quả A à la hán. Đi thêm một chút, chú thấy thợ mộc đang đẽo căm vành trục và những phần khác của bánh xe. Chú cũng thắc mắc như trước và sau đó cũng có những cái băn khoăn là nếu ta có thể lấy những mảnh gỗ vô tri này để làm thành bánh xe chạy theo ý mình thì tại sao ta là người có trí nhưng không điều phục tâm ý để đạt đến quả vị a la hán sau đó cái chú sa di pandita này mới xin với ngài sa lê phất là giữ dùm y bác của chú để chú quay trở về để chú quán chiếu về những cái điều mà chú vừa mới thấy sau đó chú chứng đắc thì cái câu chuyện của chú Saji Pandita là như thế. Và ở đây, cái câu chuyện của chú Saji Sukha này cũng tương tự, cũng giống như vậy. Cho nên là người mới đọc lại một chút, trích dẫn lại cho mọi người nghe để mọi người có thể hiểu hơn. ha. Thì sau khi chú quay trở về tinh xá của mình vào trong phòng thầy để chú ngồi im, chú tọa thiền để thấu triệt bản tính của thân. Thì uh, ngai vàng của vua trời để thích nóng lên, ông quan sát cái sự việc như vậy. Ông cũng muốn giúp chú cho nên ông mời tứ thiên vương đến vườn tinh xá đuổi bầy chim ồn ào rồi gác lối vào bốn phía nói chung là ông nhờ tất cả các vị trời để hồ trì cho cái không gian trong tinh xá vào thời điểm đó trở nên tĩnh lặng để cho chú sa di có thể có thời gian mà chứng đắc và ngay cả đức phật cũng như vậy đức phật quan sát đức phật thấy biết hết cho nên là đức phật đến ngay trước cửa của cái tỉnh thất nơi chú sa di đang ngồi thiền quán ở bên trong đợi ngày xá lễ phất trở về phật cũng hỏi bốn câu để kéo dài thời gian cho sa di kịp chứng quả trong câu chuyện này thì không kể rằng là phật hỏi ngài sa lệ phất câu gì nhưng mà câu chuyện trước ở câu chuyện về chú sa di pandika thì đức phật hỏi trưởng lão sa lệ phất như sau sa lệ phất ông mang gì thế bạch thế tôn thức ăn thức ăn mang lại cái gì bạch thế tôn cảm thọ cảm thọ mang lại cái gì dạ sắc chất thưa thế tôn sắc chất mang lại cái gì bạch thế tôn xúc và dạ, đó là bốn câu mà đức phật hỏi ngài xá lợi phất ý nghĩa như thế này một người đói được ăn thì thức ăn sẽ làm hết đói và mang lại cái thọ lạc cái cảm giác thỏa mãn cảm giác sung sướng sau khi no bụng á và từ thọ lạc thân sẽ đẹp tốt thêm nên nói rằng từ thọ sinh ra sắc tức là cái cảm thọ là no lòng không còn bị đói nữa thì lúc đó cái sắc diện của chúng ta sẽ tươi trẻ sẽ hồng hào nhìn sẽ có sinh khí được sắc thân như thế người đó sanh tâm hoan hỷ do đó khi ngồi hoặc nằm đều được xúc hoan hỷ chính vì cái sắc diện cái tinh thần mình vui vẻ hoan hỷ như thế này cho nên khi ngồi hoặc khi nằm chạm tay vào giường mình ngồi trên ghế mình cũng đều cảm thấy hoan hỷ đó là bốn cái câu mà đức phật hỏi ngài sa lợi phất như Ngài đã từng chia sẻ với câu chuyện trước đó thì không phải là ngài xá lợi phất không biết để mà đức phật phải hỏi đức phật cũng chẳng muốn đánh đố với ngài xá lợi phất bởi vì lúc này thì ngài xá lợi phất đã là trí tuệ đệ nhất đã là vị a la hán rồi nhưng mà đức phật cố tình hỏi như vậy là để kéo dài thời gian kéo thời gian để cho các chú sa di trong kia có thể chứng đắc a la hán và quả là như thế chú đã chứng đắc được quả vị a la hán cùng với các thần thông và cái câu pháp cú cuối cùng Đức Phật đọc Người trì thủy dẫn nước Kẻ làm tên uống tên Người thợ mộc uống ván bậc trí biết tự điều Người trì thủy dẫn nước Họ biết cách để họ đào mương Họ đào kinh rạch Để dẫn nước vào đồng vào ruộng Theo ý của họ muốn Kẻ làm tên thì uống cái tên trên lửa Để làm sao cho nó thẳng theo ý của mình Người thợ mộc thì uống tấm ván Uống cái vành để làm thành một cái bánh xe và bậc trí cũng biết tự điều như thế với ba cái hình ảnh rất cụ thể rõ ràng thì đức phật mới nói cái ý cuối cùng là người trí sẽ phải biết tự điều tự điều đây là điều cái gì điều tâm của mình ý của mình thân của mình cảm thọ của mình tất cả mọi cái mình phải điều phục được nó tâm mình đang dấy lên cái sự sân hận mình phải điều phục được nó khắc chế được nó không cho nó nổi sân lên nữa tâm mình đang nổi lên một cái lòng tham thì mình cũng phải điều phục được cái tâm tham ấy. Thì nghe thì dễ nhưng mà dĩ nhiên không dễ một chút nào cả. Nhưng đó là cái điều mà chúng ta cần phải luôn nhắc nhở nhau để chúng ta biết quan sát cái tâm để điều phục được tâm. Và nếu như quý vị nào muốn biết rõ hơn, cặn kẽ hơn một chút về câu pháp cú cũ này cũng như là về cái câu chuyện của Saji Pandika thì quý vị có thể xem ở những cái số trước nha. Nghĩa cũng không nhớ chính xác là cái số phát sóng thứ mấy nhưng mà cái số đó là nằm ở cái phẩm số 6, phẩm hiền trí ha thì mọi người có thể cùng xem để mà nghe lại đó là tất cả những cái điều mà cảm nhận chia sẻ với quý vị và các bạn trong câu chuyện của ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn hẹn gặp lại trong chương trình của ngày mai nhé